Nguyễn Thị Dân, tôi ở quận 10, năm nay tôi 67 tuổi. Trước đây thì tôi có đi trị bệnh chỗ bà Lương Y Lịch được một thời gian, thì sau đó vì cái điều kiện đi làm á, không có đi được, đi tiếp tục được và tôi ngưng. Và đến hôm nay thì một cái tình cờ là một cái, cũng như là một cái duyên, thì tôi thấy được cái phương pháp này là được thầy Châu và một số các nhà khoa học tiếp nối cái phương pháp trị bệnh của bà Lịch. Do đó mà tôi rất là mừng, tại vì tôi bị đau cái khớp tay buổi sáng thì tôi không có gỡ ra được, thì mà tôi đã uống thuốc là mười mấy hộp thuốc trị xương khớp rồi, nhưng mà nó không có hết, cho nên tôi ngưng, tôi không uống nữa. Và sau đó thì tôi cứ mua dầu, cứ mỗi tối thì trước khi tôi đi ngủ thì tôi để cái dầu trên đầu giường á, thì tôi xoa để tôi nắng, rồi sau đó thì tôi xoa hai bàn chân, nhưng mà nó cũng là nó giảm thôi chứ nó không có bớt hẳn. Nhưng mà khi mà tôi đến đây tôi học cái lớp căn bản thì tôi nghe được sau khi mà được quý thầy với quý cô giảng bài, thì tôi về tôi mua một cặp đá về tôi chườm. Thì chườm xong mà chỉ có 2 ngày, 3 ngày và tới 5 ngày coi như là tới hôm nay thì nó hết hẳn. Thế thì tôi cũng áp dụng luôn là tôi chườm gan, rồi tôi chườm luôn cái chân. Rồi trước khi tôi đi học ấy, thì tôi ở trong cái lợi tôi này nó có một cái cục nó sưng như nó có mủ vậy đó. Thì tôi nghĩ là chắc có lẽ là tôi sẽ đi dự cái lớp này xong tôi về tôi đi nha sĩ rồi cho trị. Nhưng mà sao rồi tôi cứ dư cái hơi nóng nó còn hơi á, tôi cứ đắp lên đây. Rồi xong tự nhiên tới giờ nó hết rồi. Không biết sao. Thành ra tôi mới nói là đúng là cũng là diệu, nhưng mà tôi nói nó vi diệu thật. Dạ. Thì cũng rất là cảm ơn thầy Châu và cô Yến đã truyền đạt lại những cái phương pháp mà trước đây tôi đã đi theo trị bệnh và lịch, một phương pháp rất là khoa học và rất là có hiệu quả nhanh. Hốp đi anh em, chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.